Chào mừng anh em bà con cô bác đến với YouTube Xưởng Điện Khánh Xuyên nha. Hôm nay bên em chuẩn bị lên Isuzu 4KH1 về cho anh Trí Thực ở Hòa An, dòng điện Kiên Giang nha. Con máy Isuzu 4KH1 thì con này anh yêu cầu bên em thì nói chung là làm full đồ chơi inox nhưng mà không vệ sinh. Quay cho anh em bà con bác mình coi ha. Có cây gimbal mà làm biếng cầm quá, làm biếng lấy, cầm điện thoại luôn. Thôi lát anh em bà con mình chịu khó coi ha. Nên anh yêu cầu làm nói chung là không vệ sinh hết trơn. Đó, này em không vệ sinh hết trơn nha. Thì nguyên bản nó là vậy á. Không đóng tùm lum tùm la gì á, khỏi cần ghi thông số gì nhiều, chỉ cần ghi YouTube của em thôi, với số điện thoại của em thôi. Thì máy bên em thì hàng đẹp nha. Sơn này sơn zin hết. Mấy em bên này thì giao tới bà con của bác mình thì đây, ra nổ rồi, kiểm tra ở trên. Bên em muốn bán thì nếu anh em ở xa thì không cần mà nổ gì trơn á, anh em chỉ cần đặt cái con máy đó, em gửi hình cho anh em bà con của bác mình coi qua Zalo. Anh em thấy ok thì em sẽ giao tới nhà cho anh em bà con của bác mình, nếu anh em đặt máy không nha. Thế nên anh em cho anh em mình nổ máy kiểm tra vô nước đàng hoàng, khi nào chán thì đã thấy ok được thì trả tiền, còn nếu mà không ok thì em sẽ bóc con máy nó về thay cho anh em bà con mình ha. Ví dụ như là nó bị lỗi hơi hoặc kêu tiếng lộn cổn gì giống á, còn nếu mà là lặt vặt thì anh em chấp nhận thì em sẽ về gửi đồ lên cho anh em mình thay lặt vặt, nếu anh em mình đồng ý lấy con máy đó cũng có chứ không phải là không nha. Tại vì máy này là hàng nghĩa địa, hàng cũ ha, hàng cũ của mình, hàng cũ người ta là hàng mới của mình, anh em mình là lưu ý là vậy. Con máy này thì không vệ sinh thì nó vậy á. Máy này là mình chỗ anh Trí Thực hai anh em từ dòng miền qua lựa nha. Nói chung máy thì anh em quan trọng là cái tiếng nổ, tiếng máy ok, còn cái chuyện mở ngoài không quan trọng nha. Quan trọng thì nó có khó khăn gì đâu. Đó, chỉ cần 5 phút là máy đẹp keng xà beng lên, nhưng mà bên anh yêu cầu là không có cần phải đánh bóng hay là vệ sinh hay gì hết. Tôi để đại nguyên gì đó. Bên em thì bán heo Nhật nha. Đây. Made in Japan. Made in Japan nha. Thì có những mấy anh mà có họ điện qua hỏi em con máy là máy Nhật hay là máy Trung Quốc hay là liên danh, thì nói thật luôn là nghề nghiệp của lương tâm mình á, lương tâm nghề nghiệp của mình á, bản thân nó là trên xe Isuzu Nhật, còn máy á, thì nếu mình mua hỏi bên ngoài Trung Quốc thì nó nói là máy đó là máy Nhật, máy Nhật nha. Còn anh về đây anh em mình cho rằng nó là máy Trung Quốc thì em cũng chấp nhận nó là Trung Quốc, hoặc anh em mình cho rằng là nó là máy liên danh em cũng chấp nhận là máy liên danh đó, em cũng rõ ràng nha. Nhưng mà trước mắt này là Made in Japan nè, đó, turbo cũng Japan nè, còn những cái lốc này kia thì dĩ nhiên thì nó đâu có đóng đâu. Heo này á, anh em nên hiểu rằng là trên xe nó là heo điện chứ không phải là heo cơ, heo điện nha. Rồi về Việt Nam này nó gắn cho mình là heo Nhật hoặc là heo Trung Quốc, heo Trung Quốc thì nó rẻ hơn, còn heo Nhật thì nó phải mắc hơn chút. Đây máy móc, còn nói chung là giá trị thì nó còn lệ thuộc vô cái dàn ngoài nó đẹp hay không nữa, nó còn nhiều lệ thuộc lắm nè. Xấu gì chơi ra nó còn mới tin nha. Đó. Này có quét mãi rồi, số anh em điện qua hỏi con này là giờ khi Trung Quốc thì cũng trả lời rằng như vậy. Anh em bán thì con máy này là giá vậy á, hiện tại bên em bán giá là 23-24 triệu, ví dụ vậy, 25-26 vẫn biết, nhưng mà không có tới giá đó đâu, 23-24 là dữ rồi, là hàng Nhật nha. Còn hàng Trung Quốc thì nó rẻ hơn, nhưng mà khi nào anh em đặt á mới lấy, còn thằng này em không lấy, thằng Trung Quốc em không lấy. Rồi mới hỏi tiếp là heo này máy này mới nhập hay Trung Quốc thì cũng nói rõ ràng là em giá như vậy, còn Nhật hay Trung Quốc thì anh em mình tự cho rằng nó là heo Nhật, trong khi người ta gài mình á, nhầm khi anh em điện lại biết rằng không biết mua hay không,
nhưng mà em trả lời Nhật thì mấy anh em cự, nó là mấy hàng Trung Quốc. Còn em nói là Trung Quốc thì anh em nói là hàng liên danh. Em nói hàng liên danh thì anh em nói là hàng Trung Quốc. Nói chung là tôi tùm lum hết trơn á. Nên em xin trả lời rằng câu một câu chốt cuối cùng là hàng này là anh em cho rằng nó là Trung Quốc cũng được, hàng Nhật cũng được, hàng Trung Quốc cũng được, hàng liên danh gì đó cũng được. Em chỉ cần biết là em bán Isuzu 95 á, hiện tại là giá 24 triệu. Anh em nào ok theo Nhật ha, anh em nào ok thì em bán thôi. Có mấy bữa nay anh em điện lại điện cự quá trời luôn, thì cũng trả lời gì đó, không mới trả lời Nhật là Nhật, còn Trung Quốc là Trung Quốc, làm gì coi dù mà liên danh, không biết đừng trả lời luôn. Thì nói chung là em chỉ báo giá anh em thấy hợp lý, anh em mình hợp túi tiền mình để anh em mình cứ chơi ha. Còn Nhật cái liên danh Trung Quốc gì không quan trọng đâu, nếu anh em muốn gỡ muốn chắc ăn nó là Nhật thì anh em cứ mua Isuzu 93 thủy đi, mua máy thủy đi, nó là hàng Nhật luôn á, anh em khỏi cần suy nghĩ gì nó là Nhật hay Trung Quốc, chứ anh em cứ mua máy thủy đi. Đây là chốt con máy Isuzu 4KH1 cho anh Chí Thực ở vùng miền Kiên Giang, thì nó là xấu gì ra nó dơ gì đó. Còn khi mà mình ở đây em đã làm đây rồi á thì nó gì đây đó, đánh bóng rồi đó. Chỗ em thì đánh bóng rồi vệ sinh được rồi hết trơn, khuôn đồ chơi thì nó về đây nè. Anh em nào thấy thích thì cứ alo liên hệ em. Đây số điện thoại của em nè, 0918782120 nha. Cái này phun dầu lên rồi đi tới luôn, bụi nó dơ. Đây nè, ống gì nè. Còn cái nắp này thì thợ đang sơn lại cho nó đẹp nha. Đó, hàng này đã vệ sinh rồi, chuẩn bị tới ngày em mới về Vũng Tàu. Con này cũng là heo Nhật nha, heo Nhật mới có giá nha, còn heo Trung Quốc thì nó tầm giá 10 từ 20 triệu đổ lại thôi. Nhưng mà cũng tùy theo con máy nữa, nói chung là biết nói sao cho anh em hiểu. Hàng lựa khác, còn hàng gớt thì khác nữa. Rồi em bán đây hàng lựa hết. Thì em bán cái con máy này là anh trên Vũng Tàu là chưa thấy con ốc này luôn nè, đặt chưa thấy con ốc luôn. Buôn bán cũng uy tín nha. Đây toàn bộ gì đó, giờ ngày em lên xe tăng. Rồi bà con nào có bác nào nhu cầu sử dụng alo liên hệ em, số điện thoại của em là 0918782120. Chỗ em là 5 căn Cà Mau nha. Cảm ơn bà con.